Hello, welcome to my channel Gameplay Adventure. Đã lâu lắm rồi mình không có chăm sóc những cái chú mèo của mình. Hôm nay mình sẽ quay trở lại để chăm sóc những chú mèo này. Thiên là cái trò Tom Jackie. Ôi, đây chính là giao diện của game. Trò này chơi rất là ngắn thôi, không dài đâu. Chúng ta chỉ vào để chơi được một tí. Ôi đấy, có cái ván trượt hành xịn đấy. Ui, mình chuyển sang một cái giao diện đua khác. Ui, sao khởi động bé tẹo này. Mèo kiểu gì hôm nay bé quá. Có cái nào phóng to kích thước lên nhỉ? Chứ bé này ai nhìn thấy. Bé quá các bạn ạ. Bé đi hon luôn. Rồi ok. Đích kìa rồi. Đây đây, nó chỉ bé tí chậu này. Người rất là bé. Ta sang cái màn à, mình sang cái màn đua tiếp theo nhé. Chứ đua chậm vừa rồi ngắn quá. Đấy, bình thường người phải to này vậy. À, đã được trả lại kích thước. Ui, lại kích thước bé không? Vừa mới nói xong bây giờ lại to rồi. Tên đèn. Vào cái ống này khả năng là to lắm ấy. Ồ, biết ngay mà to chưa kịp. Ủa, đi kì rồi. Mình đã về nhất rồi các bạn ạ. Nó là cái trò Tom Jackie. Mình sang cái trò Tom Jam. Đây chứ. Chọn Tom đi. Let's go. Khởi động thôi. Cái trò này nó rất là nhiều quảng cáo này. Mỗi lúc tải cái quảng cáo này về là khiến cho cái thế, trò chơi rất là chậm và đơ. Mà không có cách nào để tắt bỏ. Nhiều lúc đang chơi được mấy nghìn điểm mà tự nhiên có quảng cáo và giật phát đơ chết luôn, thua luôn. Wacky. Mình sang trò chơi tiếp theo. Đó chính là cái trò Tom Hero. Ui. Mình chọn Angela với bộ trang phục màu mè này. Xem có cái nhiệm vụ chạy trong 45 giây à. Let's go. Thì hôm nay chủ đề chúng ta sẽ toàn là những về những thú mèo thôi. Chú mèo, những chú chó, vật nuôi ảo của mình. Ủa, tốc độ nhanh quá trưởng luôn. Nhanh quá. Ui. Còn khoảng 7 giây nữa nè. 7 giây nữa là kết thúc này. 1 giây. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Angela đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chúng ta sẽ chạy trong một cái màn nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này thì là ăn một túi tiền thật khổng lồ. Mày qua vào tốc độ game là khá là chậm. Nó không nhanh. Ôi dồi, thế này có mướp đỡ đi kiểu gì. Đi kiểu gì cái đoạn đường này. Nó sao không đi được. Thì pha ấy là không thể đi được. Kiểu như là bánh mì kẹp thịt ấy. Không có lối thoát. Chết rồi, mấy giờ rồi. Mấy giờ rồi, quên mất mấy giờ rồi. Ốp hô. Mình đang đi tìm cái túi tiền khổng lồ nhưng mà không thấy túi tiền đâu cả.
Trong này thì nhiều chướng ngại vật quá. Bủa vây nơi đây, không gian đây bao trùm là một cái màu đỏ luôn. Một cái màu sắc rất là nóng. Mấy con nhân vật của mình lại khoác trên mình trang phục màu xanh, màu blue này, đem lại không cái cảm giác là mát mẻ. Thế rồi, một túi tiền. À, đó chính là cái nhiệm vụ chúng ta. Hết nhiệm vụ. Thôi mình chơi sang trò khác. Đó chính là cái trò. Trò gì đấy? Talking Ben. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là giáo sư Ben. Giáo sư Ben có cái công trình nghiên cứu rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà trước khi nói về cho Ben ăn á, đó, cơm no rượu say, chúng ta sẽ vào đây cùng giáo sư Ben nghiên cứu ra một loại hoạt chất mới. Bây giờ thí nghiệm của Ben đã tạo ra một con lốc này. May quá không cuốn bay cả nhà cả cửa. Trời ơi, hình như cái hoạt chất cuối cùng này cộng với những bất kỳ một cái màu gì khác nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng thiên nhiên này. Rồi ok, để tạo một cái này đây. Yellow với blue. Đó, toàn là hiện tượng thiên nhiên thôi. Mình cho màu hồng này kết hợp với những cái màu khác nhỉ nào. Màu hồng cộng màu vàng à. Thôi lửa. Màu hồng cộng màu xanh này. Ben rất là liều, dám uống cái hoạt chất này. Không may nó vào thuốc độc thì sao? Chúng ta không đơn uống linh tinh, những cái đồ linh tinh nhé. Cái gì không biết không nên uống. Nó nhãn mát. Không may chứ xảy ra chuyện gì sao? Mình sang trò chơi tiếp theo. My Talking Tom. Uầy, cho Tom ăn nhé. Không ăn không uống. Quên mất chó đi vệ sinh nhé. À, cái gương mặt này tươi cười đã trở lại rồi. Hiện tại mình đã tắm cho Ben bằng một cái sản phẩm màu xanh. Đây là một sản phẩm của Lifebuoy. Tiếp tục là cái xà phòng này, xà phòng của người ngoài hành tinh này. Tắm trong xà phòng ngôi sao này. Vàng. Cho con bé này ăn luôn. Wow. Hiện tại thỏ rất là sạch. Mình sẽ... Ơi. À, giảm mất trước à. Kì, chúng ta sẽ tìm trang phục nào cho Ben nào. À đây mình thay à. Uầy, làm đồ không? Chúng ta thay bằng cái phi thuyền này. Ô, cái nền trời đẹp đấy. Wow, cái thay cái máy bay nhìn khác hẳn luôn. Và chỗ nào thay đồ ấy nhỉ? À đây cái trò chôn con bé này. À, cái con bé này. Na 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 na. Này thì na na này. Ui. Từ đây bắn không trúng cái nào. Này thì cười này. Ui.
Bắn rất khó trúng luôn. Đó, sao mình trúng đồ ván. Đấy, mình phải thay trang phục khác cho Ben nhưng không biết thay thế nào luôn. Cho mèo ăn đi. Mình chế cái hỗn hợp siro kem kem và ớt. Quay hỏng luôn. Chết rồi, chết rồi, tôi chết rồi. Bẩn hết rồi. Chỗ nào lại thay trang phục ấy nhỉ? Đây. Rồi, hình như đây, vào đây thay trang phục này. Đây, 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 trang phục đây các bạn. Mình sẽ thay cho Ben một cái lớp da khác. Hổ đấy, màu này đấy. Bỏ cái kính đi. Bỏ cái mũ này. Đẹp đấy. Chụp ảnh luôn. Yeah. Trông như ca sĩ. Như ca sĩ Hàn Quốc. Yeah, mình sang trò chơi tiếp theo. Chúng ta đến với trò Thỏ Mũ Răn. Ôi, đây chính là giai đoạn game. Chúng ta sẽ vào chế độ đua hạng cùng với... Qua đây. Super Ginger. Yeah. Chúng ta bắt đầu nào. Tại mình đã bắt đầu cùng với Angela và một nhân vật nữa, Tom, ở các quốc gia khác nhau. Chả biết quốc gia này là Đức à. Mình không biết lá cờ này của nước nào luôn. Vì đây là đấu qua mạng mà. Đấu qua mạng này mình có thể đấu với rất nhiều bạn ở các hành tinh khác nhau. Hiện tại mình đang xếp thứ hai đã. Xếp thứ hai á. Hình như cái bạn bạn đang đi ở trên này có cái điều gì muốn nói. Mình tiến lại gần rồi lại thôi. Chắc là ý bạn này là muốn cho mình về nhất rồi. À, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Không thể vượt được. Trời ơi, vượt rồi. Cứ đi kia kia. Về thứ hai rồi. Trời ơi. Đùa thì không vắn nữa nào. Lần này lại có tiếp tục có Ginger và Angela. Siêu nhân mà lại như thua thì còn nói chuyện làm cái gì nữa. Ui, tăng tốc, tăng tốc. Đây là phần thi tăng tốc. Ồ, hai bạn kia bỏ cách xa mình khá là một cái đoạn rất là dài luôn. Này mình tha hồ mà chạy chậm rãi. Không việc gì đi đâu mà phải vội cả. Đây là cái đích của chúng ta. Yeah, về nhất rồi. Chu chu. Mình sang trò chơi tiếp theo. Hình như cô nàng này rất là buồn ngủ. Wow,
Mình vừa cho một liều an thần xong. Đến giờ học nhảy của Angela rồi. Nhảy lên. Vút lên rồi, vút lên, vút lên. Wow, nhảy. Cô nàng này nhảy rất là đẹp luôn. Thế nên tèn. Còn cái gì này? Cái gì đâu biết. Trong phục à? Ui, đây có make up. Trời ơi, mình đã bao make up này bao giờ đâu. Chưa bao giờ làm. Xem làm cái gì nữa. Đánh đánh má à? Wow, xinh thế. Tô son này. Trời ơi. Chả có làm cái này bao giờ. Thôi, chúng ta sẽ chuyển sang trò chơi khác nhé. Mình đi đến cái trò Talking Tom này. Ui, đây là chính là Tom. Hello. Cho mèo Tom ăn quả ớt như thế nào? Ui. Ui, hết tiền, hết tiền, hết tiền, hết đồ ăn rồi các bạn. Chúng ta hiện tại đang hết đồ ăn rồi. Không còn cách nào khác cả. Ôi, cái con mèo này nó giả vờ kinh lắm. Trò này có từ cái hồi mà điện thoại cùi bắp ấy. Điện thoại sim biên các kiểu đã có rồi. Ok, mình sẽ sang trò chơi tiếp theo. Tom Tom Pool. Ui, đây chính là giao diện này. Vào chơi luôn này. Chúng ta đang ở màn 35. Màn này phải sút mấy quả bóng này vào. Rồi. Hình như cái màn này đúng là sút những quả bóng này vào là thắng. Sao tôi... Vừa mới sút vào xong nó lại sút ra thế không? Xuất hiện liên tục mình sút ai sút mình. Quay. Ôi, thắng rồi này. Cũng khá là đơn giản. Play tiếp, màn tiếp theo. Chúng ta đến với cái màn bốn mấy nữa. Chưa kịp nhìn. Màn này khó lắm. Còn ở bên này nữa cơ. Đó. Tất cả ở bên này hết. Mình sẽ cho sang hết bên này. Ui, chật nick cái này. Khó thế nhỉ. Chúng ta phải dùng sự trợ giúp thôi. Chưa hết đâu. Không đủ tiền rồi. Fail mất rồi. Chơi lại, chơi lại, chơi lại. Mà này phải chơi lại. Bắt buộc phải chơi lại. Ui,
Ôi dồi ôi, mà này còn có 5 lượt đi này, chơi kiểu gì đây? Chúng ta sẽ dùng cái chiêu giúp này. Còn một lượt đi. Ui. Ô, đích quả được kịp. Mình sang trò chơi khác. Sang cái trò My Talking Ginger. Đây chính là cô nàng của chúng ta. Gì vậy? Thôi nhé. Happy birthday, Ginger. Thôi thôi thôi, không thổi nữa, thổi quá nhiều rồi. Xem còn cái màn gì không? Ăn này. Hình như bên outfit này chỉ làm cho mấy Tom, mấy Angela, không làm cho Ginger. Một cái trò talking Ginger. Chẳng trò chơi tiếp theo nhé. Đó chính là Mai Hanh. Ui, cái ông này còn chưa ngủ dậy này. Thức dậy thôi. Hanh nhìn dường như đã lớn hơn so với lần trước mình vào. Lớn hơn khá nhiều. Kích thước to hơn rồi, béo hơn rồi. Lúc trước nhìn nhỏ bé đáng yêu, xinh xắn lắm. Dạo này to quá rồi. Sắp mọc râu ở nơi rồi. Ông tướng người lớn này vẫn bắt tắm cho tự được cánh sinh như chị, cho ăn một khẩu xương. Wow, đầy luôn năng lượng luôn. Chúng ta đạt cấp 10 mấy đây, 16 à? Đấy chính là những phần thưởng cho sự nỗ lực của chúng ta. Vút ve, bắt vút ve. Ôi, nó còn bắt vút ve. Ê, mình sang bên này xem mà chụp ảnh của mấy con thú ấy, xem nó có cái gì không. Đây, có một con hà mã. Ben đã chưa được một con hà mã rồi. Có một con hươu này. Ok. Đây là một con gấu. Animal. Ui. Ủa, đây có một con voi. Ta nhận nhử luôn. Đó chính là cái trò Mai Hành. Mình sang cái trò con vẹt này. Hai. Con vẹt này buồn cười lắm. Con vẹt này biết chơi nhạc rock cơ. Mọi thấy chưa? Mọi người thấy độ chịu chơi của con vẹt này chưa? Trông này thôi nhưng mà nó có khiếu âm nhạc rất là cao. Cái gì ấy? Đây rồi. Ây dài, con lợn nó vầy thế. Ây da. Ây da. Con vẹt này nó nghịch lắm. Ném hết cả thứ của mình. Mình sẽ ném nó lại. Chạy đâu rồi thoát. Chạy đâu rồi thoát. Này. Nghĩ chôn anh à. Từ chơi ok chưa? Chôn này, chôn này.
À, mình đến cái trò Talking New. Đây là một trò nữa. Đến để update thông tin. Bách được cái thông tin gì toàn đấy, mấy ông này đánh nhau thôi. Trả lời thông tin thì toàn đánh nhau thôi. Ôi. Ôi, nhìn này. Nhìn này. Bản tin của chúng ta hôm nay có Kikibidi trong này. Đó là tất cả những trò chơi về chú mèo Tom ngày hôm nay.